Do ảnh hưởng của rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên những ngày này Hà Nội có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến thời gian này từ 50-100mm, có nơi trên 120mm. Chi tiết thời tiết thủ đô Hà Nội ngày 16-17 tháng 7, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất về đêm từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 31-33 độ C. Dự báo, hình thái thời tiết có mưa vừa, mưa to và dông tại thủ đô sẽ tiếp tục duy trì. Cảm nhận thực tế ở ngưỡng tương đối, mát mẻ, dễ chịu. Lượng mưa phổ biến những ngày này từ 30-60mm, có nơi lớn hơn trên 120mm. Người dân tại các khu vực trũng, thấp cần chủ động khơi thông đường thoát nước thường xuyên, tránh úng ngập do mưa lớn bất chợt.